Từ tháng 11 năm 2021, Bệnh viện Đồng Nai 2 bắt đầu triển khai hình thức đăng ký khám bệnh và thanh toán viện phí qua thẻ. Điều này nhằm hạn chế tình trạng chờ đợi, tạo thuận lợi cho người đến khám chữa bệnh. Bệnh nhân chỉ cần đến quầy đăng ký, ghi rõ thông tin cá nhân là nhận ngay được chiếc thẻ này. Thẻ khám bệnh này giống như thẻ ATM chứa thông tin người bệnh, mã số thẻ bảo hiểm y tế đối với người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế hoặc mã số bệnh nhân đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế. Ngay sau khi có thẻ, người bệnh cần nạp tiền vào tài khoản để tiện chi trả cho các dịch vụ sau này. Không chỉ vậy, việc đăng ký khám bệnh đã không còn phải chờ đợi theo thứ tự mà chỉ cần quẹt thẻ và vào thẳng phòng khám. Còn việc thanh toán viện phí sẽ được trừ thẳng vào tài khoản và hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo số tiền bệnh nhân bị trừ qua tin nhắn điện thoại. Trước mắt, hình thức này khá phù hợp cho những người thường xuyên đi khám bệnh. Thì qua tiếp nhận thông tin ở quầy đăng ký, thì tổ quầy đăng ký cũng có hướng dẫn cho tôi đi cách thức làm thẻ và tiến hành đăng ký khám bệnh tại quầy kiosk và đi thực hiện nạp tiền vào thẻ, và sau đó đi khám bệnh tại tại phòng khám. Thì qua đó có thể là tôi nhìn thấy là rút ngắn được cái khâu là đăng ký khám bệnh và lưu lại thẻ bảo hiểm y tế, nó mất thời gian cho tôi. Và khi mà vào phòng khám thì được các bác sĩ hướng dẫn cũng như là các chỉ định các cái này kia. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đồng Nai 2, từ khi nới lỏng giãn cách, lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đồng Nai 2 khá đông, khoảng 700 lượt mỗi ngày. Đa phần là người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường. Xuất phát từ nhu cầu thực tế là những ngày đầu tuần hoặc buổi sáng, lượng bệnh nhân đến khám đông, trong khi dịch COVID-19 còn phức tạp, cần giãn cách, thì bệnh viện đã triển khai hình thức này nhằm thực hiện 5K. So với khám chữa bệnh thông thường thì cái hình thức này rút ngắn được ít nhất cũng phải 3 bước. Cái thứ nhất là bệnh nhân mà khỏi phải đăng ký xếp hàng như trước đây, mà bệnh nhân có thể là tới cái kiosk để tự đăng ký và tự vào phòng khám được. Và trước đây thì sau khi đăng ký đó thì bệnh nhân phải đóng tiền tạm ứng, hoặc là sau khi vào phòng khám bác sĩ cho chỉ định cận lâm sàng, ví dụ như là xét nghiệm X-quang, thì bệnh nhân phải quay ra cái quầy thu ngân để đóng tiền. Thì hiện nay cái đó là nó được tích hợp ngay trong cái hệ thống của bác sĩ luôn. Trong khi khám thì bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân cần phải chụp cái gì đó, bao nhiêu tiền, bệnh nhân đồng ý thì tích một cái là nó trừ vào trong cái thẻ đó. Và cái tin nhắn SMS báo về bệnh nhân liền là bệnh nhân đã được đóng tiền bao nhiêu đó. Và đồng thời lúc đó thì nó tích hợp cái phần mềm ở dưới cái khoa xét nghiệm là đã có tên tuổi bệnh nhân, nó đóng tiền, bệnh nhân nó tới nó chụp nữa thôi. Một bước thứ ba nữa là thay vì sau đó rồi thầy thuốc kê toa thuốc thì bệnh nhân lại phải đi đóng tiền một lần nữa, thì cái này cũng không cần phải đi đóng tiền nữa. Thì nó rút ngắn ít nhất được 3 bước, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân cũng như là nhân viên y tế. Mô hình này sẽ phù hợp cho những trường hợp bệnh nhân trẻ biết và sử dụng điện thoại thông minh hoặc công nghệ thông tin. Đối với những người lớn tuổi, bệnh viện đã huy động nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể.